Nhân kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024, chiều ngày 19 tháng 6, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm chúc mừng cán bộ, phóng viên, cộng tác viên báo Hà Nam, văn phòng đại diện báo Nhân dân tại Hà Nam. Cùng đi với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy có các đồng chí Bùi Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hải Long, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và những kết quả của báo Hà Nam đạt được thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, những năm qua cùng với sự phát triển chung của báo chí cách mạng cả nước, báo Hà Nam luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích là lực lượng nòng cốt giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, không ngừng phát triển trưởng thành về mọi mặt, có nhiều đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của tỉnh nhà. Đồng chí đề nghị cán bộ, phóng viên, cộng tác viên báo Hà Nam không ngừng đổi mới, sáng tạo, vững vàng về tư tưởng chính trị, phát huy hơn nữa vai trò, vị thế, nhiệm vụ của báo chí trong thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, đặc biệt chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Báo Hà Nam cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Tiếp tục phát huy truyền thống của báo chí cách mạng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới, hội nhập, phát triển của đất nước và của tỉnh. Phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cùng đó, kịp thời phát hiện, cổ vũ, động viên mô hình điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt theo phương châm lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, tạo động lực, truyền cảm hứng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng xã hội, làm tốt vai trò dẫn dắt định hướng tư tưởng, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Báo Hà Nam cần quán triệt thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, thực sự là cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân, đưa chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, những định hướng lớn của tỉnh tới các tầng lớp nhân dân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đi đầu chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, khai thác tối đa nền tảng Internet để xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ tích hợp đa phương tiện, phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền, giải quyết nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động của cơ quan báo đảng địa phương. Thăm chúc mừng văn phòng đại diện báo Nhân dân tại Hà Nam. Sau khi nghe đại diện văn phòng báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của cơ quan thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng đóng góp của cơ quan thường trú báo Nhân dân. Đồng chí thể hiện sự mong muốn văn phòng tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa địa phương với báo Nhân dân và các cơ quan báo chí trung ương, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, định hướng và kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh, quảng bá sâu rộng về những thành quả trên các lĩnh vực của Hà Nam cũng như tiềm năng lợi thế đất và người Hà Nam, tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên và người lao động báo Hà Nam và văn phòng báo Nhân dân tại Hà Nam lãng hoa tươi thắm, chúc tập thể những người làm báo luôn khỏe mạnh, trau dồi đạo đức, trí tuệ, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, đóng góp xây dựng quê hương Hà Nam ngày càng văn minh, giàu mạnh.